a little bit. Just a little bit. Hello Evelyn. Hello Hậu Trần. Hello Yên Lương. Rất nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Rất nhẹ nhàng thôi. Mình thấy đam mê. Bàn tay cũng đỡ. Giỡn hoài. Thì ai muốn học thì đi học, còn ai muốn coi live thì coi live. Coi live nhiều quá thì nó mờ mắt thôi. Ok, cái new wine là mình xong rồi, bây giờ mình qua làm pin nha. Phải đi học, nói chung là cũng phải đi học, đi học mới có hiểu biết hơn. Ví dụ như đi học của chị Vi, Vi là Miu Houston. Ok, bây giờ mình làm âm này nhé.
sát Cuticle này nha.
xích à? Cái nào đi mà cái chiếc đi cầu này không tròn thì mình đừng nghĩ tới đâu, để lấy cái đi cầu tròn đẹp nhất luôn. Cục
bên này đắp clear nhanh hơn chút xíu nha. Đây lát nữa còn đắp móng mà móng ngắn short nail á, mình kéo pin xuống là xong rồi đấy, mình vuốt luôn.
Châu.